Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo hơi, hơi sáng ngày thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi tại các tỉnh ở thị trường miền Bắc đang rục rịch tăng trở lại khi những đàn heo đẹp đã được thương lái thu mua với mức giá 60.000 đồng trên 1 kg, thậm chí có những địa phương đã trên 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã xuất hiện mức giá 60 cho đến 61.000 đồng, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương ở tỉnh Thái Nguyên. Nhiều chủ trang trại trên địa bàn tỉnh Nam Định và Hà Nam đều cho biết đà tăng giá chưa rõ ràng nhưng thượng mua heo đã dò hỏi nhiều hơn so với những ngày trước và đây là tín hiệu vui đối với các hộ chăn nuôi ở khu vực miền Bắc. Ghi nhận các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam hay là đối với tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân từ 57 cho đến 59.000 đồng. Riêng đối với huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay, nhội chăn nuôi báo giá dao động từ 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg, mức giá cao hơn so với các địa phương khác. Ngay như một số địa phương ở khu vực vùng cao như Lai Châu, Điện Biên hay là đối với tỉnh Sơn La trong ngày hôm nay cũng phổ biến xa quanh từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg thậm chí yên bái trong ngày hôm nay nhiều nơi đã báo giá lên đến 60.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay ít có sự biến động. Một số địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua nhưng Quảng Bình, Quảng Trị trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp. Nhiều huyện báo giá dưới 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Nghệ An và Thanh Hóa vẫn duy trì mức giá cao. Trong ngày hôm nay, mức giá bình quân từ 55 cho đến 59.000 đồng các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên theo ghi nhận trong ngày hôm nay bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg và mức giá này xuất hiện ở Sa Lai, Con Tum và tỉnh Đắk Nông trong khi đó Lâm Đồng và Đắk Lắk nhìn hơn từ 1 cho đến 2 giá so với các địa phương này. Giá heo hơi tại các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay chưa ghi nhận có sự biến động. Tại các tỉnh có mức giá bình quân từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, nhất là một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Bà Rịa Vũng Tàu hay là đối với thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó các tỉnh ở thị trường miền Tây khoảng cách giá là khá lớn, nhiều nơi báo giá từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg đối với lợn lai, lông trắng, còn đối với lợn siêu trong ngày hôm nay, các địa phương như Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh hay là đối với tỉnh Hậu Giang phổ biến giao quanh từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí heo đẹp trong ngày hôm nay ở tỉnh Long An và Tiền Giang nhiều nơi báo giá lên đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên heo xấu chỉ giao quanh từ 53 cho đến 55.000 đồng. Theo ghi nhận của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày hôm nay giao động khoảng 4.700 con, giá heo mảnh loại 1 trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 76 cho đến 79.000 đồng trên 1 kg. Loại 2, loại to nhiều mỡ ấy, có mức giá bình quân từ 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay, sáng ngày thứ năm 13 tháng 10 năm 2022 được cập nhật mới nhất tại các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục đan phượng của thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay có mức giá rất cao, heo đẹp, giao động từ 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, xấu thì ở mức 56 cho đến 57.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình có mức giá giao động 57 cho đến 60.000 đồng, nhộ chăn nuôi báo giá cuộc thái thụy của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay phổ biến ra khoanh từ 58 cho đến 60.000 đồng. Ghi nhận ở huyện Đông Hưng của tỉnh Thái Bình, các hộ chăn nuôi trong ngày hôm nay báo giá bình quân từ 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Khu vực Quảng Ninh trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nhộ chăn nuôi báo giá khu vực xuân trường của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay, heo đẹp có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình phổ biến dao quanh từ 56 cho đến 59.000 đồng. Vĩnh Phúc heo đẹp có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg, xấu phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Nhộ chăn nuôi báo giá Phục vĩnh tường của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 57 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Phú Thọ giao động 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 56 cho đến 59.000 đồng trong khi đó Bắc Giang nhỉnh hơn một giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 56 cho đến 60.000 đồng. Cao Bằng cũng có mức giá tương tự 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với tỉnh Tuyên Quang với mức giá 55 cho đến 59.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá dao động 56 cho đến 59.000 đồng. Lào Cai phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Xấu, nhiều nơi báo giá khu vực như khu vực Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai có mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Yên Bái phổ biến mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Sơn La có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Sông Mã của tỉnh Sơn La lên đến 59.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Theo ghi nhận ở khu vực Lai Châu và tỉnh Điện Biên, giao động từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa và Nghệ An, phổ biến trong khoảng 55 cho đến 60.000 đồng. Hà Tĩnh có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đà Nẵng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Quảng Nam 54 cho đến 57.000 đồng. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bình Định giao động 54 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Phú Yên có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, đặc biệt là Gia Lai và tỉnh Con Tum, nhiều nơi báo giá 53 cho đến 56.000 đồng. Đắk Lắk phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng có mức giá bình quân từ 55 cho đến 58.000 đồng. Đắk Nông có mức giá dao động 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay ít có sự biến động cao nhất trong ngày hôm nay đạt mức giá 58 cho đến 59.000 đồng và mức giá này xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh thuộc cùng miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng. Các địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An và Tiền Giang có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Biến tre trong ngày hôm nay heo đẹp có mức giá dao động 55 cho đến 58.000 đồng, xấu phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận tại khu vực Trà Vinh, Bạc Liêu và Sóc Trăng trong ngày hôm nay, phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Long có mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Khu vực An Giang phối mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Cần Thơ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau và Kiên Giang trong ngày hôm nay, giao động từ 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Đồng Tháp, heo đẹp có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1kg. Xấu, phổ biến giao động từ 53 cho đến 54.000 đồng. Có thể thấy rằng, giá heo hơi trong những ngày vừa qua lên xuống thất thường vừa qua công ty cổ phần chăn nuôi cp miền bắc giảm giá heo hơi xuất trường bán ra nhưng tại các chợ đầu mối lớn trong ngày hôm nay như chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh hà nam lại bán rất nhanh lượng heo trong ngày hôm nay về chợ cũng không nhiều như những ngày trước đó nữa và thương lái ở các địa phương thuộc khu vực đồng bằng bắc bộ cũng đã dò hỏi mua nhiều hơn và với những tín hiệu như thế này, nhiều người nhận định rằng giá heo hơi sẽ sớm tăng trở lại ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc để đảm bảo người chăn nuôi có lãi khi mà các chi phí chăn nuôi đang tăng rất cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.